Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị ra soát lại các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do dông lốc gây ra tại huyện Bố Trạch. Một số chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do thủy hải sản chết trong thời gian qua. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơn mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 13 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo vụ 2, Ban Tổ chức Trung ương. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình hiện có 13 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, 609 tổ chức cơ sở đảng với gần 68.000 đảng viên. 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo địa phương cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, tính chiến đấu cho cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất và đoàn kết trong đảng và xã hội. Công tác cán bộ có sự đổi mới tích cực, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, nhất là ở những vùng trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên, xóa thôn bản trắng. Về tổ chức đảng và đảng viên, 5 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 9.400 đảng viên mới, trong đó có 293 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Bình quân qua các năm, có gần 62% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, 5 năm qua, có nhiều khó khăn thử thách, tác động rất lớn đến hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nhưng cấp ủy các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai thực hiện tương đối toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh trên tất cả các mặt và đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có sự đóng góp tích cực của các tổ chức cơ sở đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cấp ủy đảng, các ban ngành và đội ngũ cán bộ đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng 5 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã lưu ý một số vấn đề cần khắc phục trong thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Đăng Quang yêu cầu. Thưa tất cả các đồng chí, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh trong giai đoạn sắp tới 2016-2020 có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã nêu trong báo cáo, tôi đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng cần phải tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu ở như sau. Vấn đề thứ nhất là chúng ta cần phải tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2015-2020
đến tận tất cả cán bộ đảng viên và các đoàn thể nhân dân. Đồng thời phải tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, và đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đây là một vấn đề có tính chất then chốt, đề nghị các đồng chí triển khai và thực hiện hết sức là nghiêm túc. Trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần phải tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy về kỹ năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên, rồi là bồi dưỡng về khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan đơn vị. Vấn đề thứ hai là các cấp ủy cần phải ra soát bổ sung quy chế hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cho phù hợp với các quy định của Trung ương, và thường xuyên nâng cao nhận thức trách nhiệm của các chi bộ đảng bộ về vị trí vai trò của các tổ chức cơ sở đảng, rồi là nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, các quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời phải đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, và cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên, rồi là cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành, và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm và xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trong từng thời gian để tập trung chỉ đạo thực hiện. Kính thưa tất cả các đồng chí, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này diễn ra vào thời điểm xảy ra tình trạng cá biệt chết bất thường, đã tác động rất lớn đến tâm trạng, tư tưởng, niềm tin của nhân dân. Và tình hình liên quan đến sự cố môi trường ở tỉnh ta đã có phần dịu xuống. Đến nay thì tình hình có phần dịu xuống, nhưng vẫn đang còn âm ỉ. Và tình hình sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Chính vì vậy, tôi đề nghị là phải tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình, phân công các ủy viên trực tiếp phụ trách cơ sở, nhất là những nơi có khó khăn, những địa bàn nhạy cảm, những địa bàn phức tạp, để quyết tâm ổn định tình hình nhân dân. Và trước mắt là phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Do đó phải có những cái giải pháp thật phù hợp, chỉ đạo một cách sâu sát, quyết liệt, huy động được sức mạnh tổng hợp để nắm dân, tuyên truyền vận động nhân dân, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, nhất là đối với những địa bàn ven biển, những địa bàn nhạy cảm và những cái vùng khó khăn. Và đồng thời đề nghị các đồng chí là thực hiện tốt việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật, tăng cường chỉ đạo việc phân công, bố trí, sắp xếp và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ sau đại hội đảng và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Vấn đề thứ ba là đề nghị các đồng chí là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là những địa bàn, những lĩnh vực trọng yếu, lấy chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở làm thước đo kết quả tổng hợp của toàn bộ công tác xây dựng đảng. Trong điều kiện hiện nay, khi mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thì tổ chức cơ sở đảng phải làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những thuận lợi, những khó khăn để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Từ đó khơi dậy được trong đảng bộ và trong nhân dân ý chí quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn thử thách để đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay tỉnh ta đang kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, có tiềm năng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, vừa qua do công tác tuyên truyền, vận động của một số cơ quan đơn vị địa phương thực hiện chưa tốt, bên cạnh đó có một số phần tử xấu lợi dụng kích động, nên một số bộ phận nhân dân không hiểu thấu đáo vấn đề, gây cản trở việc thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh. Chính vì vậy, mặt trách nhiệm của cấp ủy, của tổ chức cơ sở đảng các cấp phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giải thích định hướng dư luận và ổn định trật tự xã hội, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận cao trong nhân dân để củng cố niềm tin của nhân dân. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu và đi đầu thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, không gây cản trở cho quá trình triển khai thực hiện dự án để sớm đưa dự án đi vào hoạt động.
Vấn đề thứ tư là đề nghị các cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là phải thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện từ phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức và năng lực công tác. Vấn đề thứ năm là đề nghị các đồng chí là cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và khắc phục sửa chữa những khuyết điểm của tập thể và cá nhân đã được chỉ ra qua kiểm điểm, xem đây là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Cán bộ đảng viên là lãnh đạo của các cơ quan đơn vị địa phương, phải nghiêm túc thực hiện quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, và kiên quyết thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, suy thoái về đạo đức lối sống, tín nhiệm thấp, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị địa phương. Kính thưa tất cả các đồng chí, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong thời gian tới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp phải sớm có kế hoạch cụ thể, triển khai một cách kịp thời các nhiệm vụ giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đề cao trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế yếu kém, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Và đặc biệt là từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đề nghị tất cả các đồng chí cùng với cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách rất khẩn trương, quyết liệt để ổn định tình hình nhân dân, để đảm bảo cuộc bầu cử của chúng ta là thành công rất tốt đẹp. Thực sự cái ngày bầu cử là ngày hội của non sông, ngày hội của toàn dân. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng cờ thi đua cho 13 tổ chức đảng, tặng bằng khen cho 52 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2011-2015, và trao tặng bằng khen cho 35 đồng chí đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2011-2015. Trước đó, trong sáng nay, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh để ra soát lại các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, thì cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai đảm bảo kế hoạch, đúng tiến độ, quy trình và thời gian theo quy định của pháp luật. Đến nay, việc lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5 năm 2016 tại 33 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, và từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 năm 2016 tại 16 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tính công bằng, dân chủ giữa các ứng cử viên. Công tác kiểm tra giám sát được tập trung thực hiện. Qua kiểm tra, các địa phương đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 45 khu vực bỏ phiếu phải tổ chức trong nhà dân, trong đó huyện Minh Hóa 3 khu vực, huyện Tuyên Hóa 9 khu vực, huyện Quảng Trạch 18 khu vực, thị xã Ba Đồn 7 khu vực, huyện Bố Trạch 2 khu vực và huyện Quảng Ninh 6 khu vực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử,
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng. Tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đó là tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương và các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện tốt các mốc thời gian theo lịch trình và kế hoạch, chú trọng công tác tuyên truyền và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian bầu cử, tiếp tục kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở các đơn vị bầu cử và một số địa phương về thực hiện công tác bầu cử, tập trung chỉ đạo bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả tốt. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý tập trung soát xét lại tất cả các công việc ở các cái điểm và khu vực bỏ phiếu. Ví dụ nơi bỏ phiếu là nhà bỏ phiếu như thế nào, hòm phiếu, rồi là niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, trích ngang của các ứng cử viên, vân vân, tuyệt đối không được để xảy ra những cái sai sót vi phạm. Thì đề nghị với ban chỉ đạo trong tuần tới là tăng cường đi về các cái khu vực bỏ phiếu theo cái địa bàn của mình phụ trách, để làm sao đó như vậy là để vừa tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động, vừa kiểm tra giúp anh em ở cơ sở để triển khai tốt cái công tác bầu cử. Cái vấn đề thứ hai, đây là cái nội dung trọng tâm, đó là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Cái cuộc bầu cử lần này nó diễn ra đúng vào cái thời điểm mà xảy ra cái sự việc là cá chết bất thường như vậy. Và đây là một cái vấn đề nó ảnh hưởng rất lớn, không chỉ về vật chất, về đời sống của nhân dân mà ảnh hưởng đến cái tình cảm, cái tâm trạng, cái tư tưởng và niềm tin của nhân dân. Do đó chúng ta phải làm tốt cái công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động quần chúng. Riêng về các cái chính sách hỗ trợ cho ngư dân, cái báo cáo của ban chỉ đạo là vừa qua như vậy là tỉnh và trung ương phải nói rằng có rất nhiều cái chính sách hỗ trợ cho ngư dân. Thì điều quan trọng là bây giờ là đề nghị ủy ban nhân tỉnh và các ngành là phải triển khai kịp thời để đưa các cái chính sách đó về tận ngư dân để được thụ hưởng, dân được hưởng, lúc đó tình hình ổn định. Cái điểm thứ ba là đề nghị cảm chỉ là tăng cường kiểm tra tình hình, mà chú ý nhất là các cái địa bàn khó khăn, và đồng thời chú ý kiểm tra lại 13 cái đơn vị bầu cử sớm. Thì đề nghị cảm chỉ theo dõi ở địa bàn này là phải sớm kiểm tra để giúp cho cơ sở. Và cái điểm cuối cùng thì đề nghị với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, vừa qua thì đã làm tốt rồi, nhưng từ nay đến cuộc bầu cử là phải tăng cường thêm lực lượng để tuyệt đối bảo vệ cái an ninh trật tự ở trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, một lần nữa khẳng định mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chính vì vậy mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị cần tập trung chỉ đạo lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tiếp tục hoạt động vận động bầu cử theo luật định, sáng nay ngày 13 tháng 5 tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ninh, ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 11 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 11 gồm bà Phan Thị Hoa, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Phan Trần Nam, Tránh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình; bà Nguyễn Thị Nga, Công chức Văn phòng Thống kê Ủy ban nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện Quảng Ninh; ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; ông Hà Minh Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình; ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng. Tại hội nghị tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Chương trình hành động nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các ứng cử viên sẽ không ngừng trau dồi đạo đức lối sống, thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri, sâu sát với cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nhằm giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, tham gia xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần cùng Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh và của địa phương. Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ cùng với cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách mà cử tri quan tâm, như đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là đối với vùng sâu vùng xa, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, từng bước xây dựng huyện Quảng Ninh nói riêng
tỉnh Quảng Bình nói chung phát triển bền vững, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Quảng Ninh đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến vấn đề phòng chống tham nhũng, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt những chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Sáng nay ngày 13 tháng 5 tại thị xã Ba Đồn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cựu chiến binh vùng tôn giáo năm 2016. Tham gia hội nghị bồi dưỡng có 110 đại biểu là cán bộ hội cơ sở, chi hội trưởng các vùng tôn giáo của 6 huyện, thị xã, thành phố gồm huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, thành phố Đông Hới và huyện Quảng Ninh. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Bộ luật Hình sự năm 2015, pháp luật về an toàn giao thông liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, công tác xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vùng đồng bào Cỏ Đào. Linh mục Hồ Thái Bạch, quản sự Liên Hoa, xã Quảng Trung đã tham luận chuyên đề làm gì để xây dựng xứ đạo bình yên. Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cựu chiến binh vùng tôn giáo nhằm trang bị những kiến thức pháp luật về công tác tôn giáo, định hướng hoạt động tôn giáo ở vùng đồng bào Cỏ Đào cho hội viên cựu chiến binh thời gian tới. Đặc biệt, những kiến thức liên quan đến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được trang bị kịp thời sẽ giúp cho hội viên cựu chiến binh hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử 22 tháng 5 sắp tới. Hòa chung không khí hưởng về ngày hội lớn của đất nước, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, xã biên giới Thường Trạch, huyện Bố Trạch đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử. Chị Y Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Trạch vinh dự có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thường Trạch. Chị là một trong 44 ứng cử viên cho đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã lần này. Thời gian qua, với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Y Quyết đã tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chính sách dân tộc, giúp bà con vùng biên giới Thường Trạch chăm lo đời sống, ổn định sản xuất. Trong cuộc sống, chị luôn gương mẫu cùng chồng con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Gia đình chị là một trong những gia đình khá giả của bản Ca Rong 1. Bản thân chị luôn được bà con dân bản tin yêu, quý trọng. Khi mà trúng được ứng cử là bản thân tôi cũng rất là phấn khởi. Và để tiếp tục trúng cử thì tôi sẽ vận động tuyên truyền bà con dân bản là chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước này. Rồi về phát triển kinh tế xã hội giống như là chăn nuôi, chị em phụ nữ là thi đua, tăng gia sản xuất, làm ăn để phát triển kinh tế hộ gia đình, và phát huy cái bản làng mình là ngày càng tiến bộ hơn. Trong đợt bầu cử lần này, tại xã Thường Trạch có 8 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri đi bầu là 1.439 người. Để người dân nắm rõ và hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Thường Trạch phối hợp với hai đồn biên phòng Ca Rong và Côn Đoàn tổ chức các đợt thông tin tuyên truyền về luật bầu cử trên loa truyền thanh, cũng như tổ chức tuyên truyền tập trung ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên 18 bản làng trong xã. Cùng với đó, hai đồn biên phòng cũng luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri và danh sách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được niêm yết đầy đủ. Cử tri các bản đã đến tìm hiểu thông tin về các đại biểu để có quyết định đúng đắn khi cầm trên tay lá phiếu chọn ra những người có đức có tài bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày hội bầu cử sắp tới. Ủy ban bầu cử xã cũng đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Ở đây thì khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên công tác bầu cử thì mình về phía địa phương ấy, thì qua chú ý cái quan trọng cái vấn đề an ninh, cho nên đã chỉ đạo cho lực lượng an ninh đã làm tốt về công tác làm an ninh. Đồng thời về công tác tuyên truyền ấy, thì ban bầu cử xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền tới cho bà con bằng nhiều hình thức, phân công trách nhiệm cho các thành viên ở trong tổ, đồng thời là được quán triệt một cái số chủ trương của Đảng, của chính quyền trong cái công tác bầu cử.
Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã biên giới Thường Trạch cơ bản hoàn tất. Xã Thường Trạch đã sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của đất nước. Theo dự kiến, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Thường Trạch được tổ chức bầu cử sớm theo đúng quy định của pháp luật, bắt đầu từ 7 giờ ngày 20 tháng 5, sớm hơn cả nước 2 ngày. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do dông lốc gây ra tại huyện Bố Trạch. Một số chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do thủy hải sản chết trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Đồng thời, gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích như sau. Kết quả quan trắc phân tích so sánh với QCVN10MT2015BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại website vea.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 13 tháng 5, Sở Công Thương Quảng Bình đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Phan Văn Thường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành công thương Việt Nam. Diễn văn nêu rõ, cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 21 đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Tiếp sau đó, Bộ Công Thương lại tách ra thành Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tuy đã có nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy và tên gọi khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành công thương vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa chung vào những đóng góp tích cực của ngành công thương Việt Nam, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của ngành công thương Quảng Bình đã ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng mạng lưới mậu dịch quốc doanh từ thành thị đến nông thôn, từ hậu phương ra tiền tuyến, đưa vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Sau ngày đất nước thống nhất và Quảng Bình trở lại địa giới hành chính cũ, tuy phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng ngành công thương Quảng Bình đã luôn bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được gần 18.300 tỷ đồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu USD. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này hàng năm nộp vào ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, chiếm 90% tổng thu ngân sách của các doanh nghiệp trong tỉnh. Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế, thu hút nhiều nhà máy có công nghệ mới, thiết bị hiện đại vào sản xuất. Hoạt động thương mại không ngừng phát triển, đảm bảo lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường giá cả, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành công thương Việt Nam nói chung và tập thể cán bộ, công nhân viên chức của ngành công thương tỉnh Quảng Bình nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành công thương là rất nặng nề và trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã xác định đây là ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Chính vì thế mà ngành công thương có vị trí hết sức quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Quảng Bình phát triển.
Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn và thách thức đang đặt ra đối với ngành công thương tỉnh Quảng Bình trong quá trình hội nhập, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành công thương Quảng Bình cần tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, trong đó xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên phát triển, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm tạo ra hướng phát triển đột phá chiến lược trong giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến để thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 đã đề ra, phấn đấu xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 4 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 5, do ảnh hưởng của đợt dông lốc xảy ra trên biển, nhiều tàu cá của ngư dân huyện Bố Trạch đã bị đánh chìm. Ngay trong sáng nay, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do dông lốc gây ra trên địa bàn các xã Nhân Trạch, Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Tại xã biển Nhân Trạch, Hải Trạch, huyện Bố Trạch, sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại do dông lốc gây ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 5, đồng chí Trần Tiến Dũng đã kịp thời động viên tinh thần và chia sẻ đối với các hộ gia đình ngư dân có tàu bị lật chìm trên biển. Đây là cơn lốc xảy ra bất bình thường, vì vậy đã gây ra bất ngờ cho các hộ ngư dân đang tham gia đánh bắt thủy hải sản trên biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tất cả các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển, từ các cái bộ đội biên phòng rồi đến các hải đội, rồi là cảng vụ cũng như là chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tập trung lực lượng để cứu hộ tất cả các ngư dân, để đảm bảo trước hết là cái tính mạng của ngư dân và sau đấy là tài sản của ngư dân trên của các xã thuộc huyện Bố Trạch. Cơn dông lốc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 5. Trong thời điểm này, huyện Bố Trạch có 275 tàu thuyền cùng 300 ngư dân đang tham gia đánh bắt thủy hải sản trên biển. Hậu quả đã làm cho 13 tàu thuyền của ngư dân các xã Nhân Trạch, Đức Trạch và xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch bị chìm lật. Các lực lượng chức năng cứu hộ đã có mặt kịp thời để đưa số tàu thuyền và ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Hiện nay thì chúng tôi đang đi xem khảo sát thực tế và thống kê lại những cái thiệt hại, số lượng tàu thuyền cũng như là cái thiệt hại về tài sản của ngư dân để có cái chính sách hỗ trợ trong thời gian tới. Cơn dông lốc xảy ra bất ngờ đã gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế đối với bà con ngư dân của huyện Bố Trạch. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, công tác cứu hộ cứu nạn trên biển đã được các lực lượng chức năng triển khai kịp thời, có hiệu quả. Vì vậy không có thiệt hại về người. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay sau khi xảy ra sự việc trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch đã kịp thời cứu hộ các tàu cá và ngư dân gặp nạn. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 5, ông Nguyễn Văn Kiêm, chủ tàu cá QB02355TS ở xã Nhân Trạch đang điều khiển tàu vào bờ thì bất ngờ gặp một cơn dông lốc mạnh gây sóng to gió lớn khiến tàu bị đánh chìm tại vị trí cách bờ khoảng 60m. Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng gồm công an, bộ đội biên phòng và bà con nhân dân đã nhanh chóng thực hiện các phương án cứu hộ. Sau hơn 3 giờ ứng cứu, tàu cá QB02355TS cùng với 5 ngư dân trên thuyền đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện tại chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Sáng nay thuyền tôi nổi vào để cứ nhân tài thuyền chúng tôi vừa bật vừa chỉ mới ngoài sóng rồi ngoài luôn. Motor đình vì về tăng phố bóng ban nghề nghiệp gì là neo nọc thì là mất hết đấy. Kéo lên cho được nữa là được cảm ơn bà con rồi. Sáng sớm thì bà con đã tập trung ở trên bờ biển để đưa các thuyền đi xa về. Do cái sóng to quá nên tàu bị chìm. Thì sau khi sự việc xảy ra thì các vị đảng chính quyền cũng đã huy động toàn bộ lực lượng để là cứu người. Đưa phương tiện lên bờ thì đến nay đã đưa được phương tiện lên bờ. Do ảnh hưởng của đợt dông lốc, có 13 tàu cá chủ yếu là các tàu công suất nhỏ dưới 25 cv của ngư dân huyện Bố Trạch bị sóng đánh chìm tại khu vực gần bờ. Trong đó xã Nhân Trạch có 2 tàu, xã Đức Trạch có 3 tàu và xã Hải Trạch có 8 tàu. Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch đã huy động các lực lượng chức năng và toàn bộ lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đến 12 giờ trưa ngày 13 tháng 5, đã trục vớt được 5 tàu cá cùng với 21 ngư dân đưa vào bờ an toàn. Ngay sau khi vào bờ, các ngư dân đã được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe và đã được đưa về nhà. Huyện đã phân công các thành viên trong ban chỉ huy về tất cả các xã vùng biển, rồi phối hợp với lực lượng công an, quân sự,
và lực lượng ở địa phương nữa để làm tốt cái công tác nắm tình hình và chỉ huy chỉ đạo để xử lý các cái tình huống xảy ra ở trên các cái xã của vùng biển. Tàu thuyền là vô an toàn, không có vấn đề gì nữa. Chỉ là chỉ vào đến sát thì họ không vào đấy thì đang vận động để tìm cách để đưa họ vào. Đến 14 giờ chiều ngày 13 tháng 5, còn 10 tàu cá của ngư dân xã Đức Trạch vẫn chưa vào bờ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch tiếp tục điều các tàu cá lớn cùng với các tàu của hải đội 2, bộ đội biên phòng Quảng Bình cung ứng mì tôm, nước uống cho ngư dân, đồng thời tiếp cận khẩn trương đưa các tàu vào bờ trước 17 giờ chiều, quyết tâm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời giúp nhân dân các xã vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng thủy hải sản chết thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả. Để cung cấp đầy đủ các chính sách tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, được biết hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một số chính sách tín dụng để hỗ trợ cho ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do tình trạng thủy hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Vậy xin ông cho biết một cách cụ thể các chính sách này là gì ạ? Trước cái hiện tượng cá chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 3177 ngày 29 tháng 4 năm 2016 về một số chính sách hỗ trợ ngư dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiệt hại. Theo đó, đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn 4 tỉnh nắm chắc tình hình thiệt hại để hỗ trợ ngư dân miễn giảm cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay mới đối với các khách hàng bị thiệt hại. Thứ hai, thành lập tổ công tác gồm giám đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn để nắm bắt tình hình các khách hàng bị thiệt hại và có hướng xử lý miễn giảm lại cơ cấu và cho vay mới đối với các khách hàng. Trên cơ sở như vậy, các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có văn bản số 1263 chỉ đạo các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình triển khai gói hỗ trợ 1.500 tỷ đối với các cái lĩnh vực sản xuất, chế biến, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản, áp dụng lãi suất 8% một năm, thời hạn triển khai là 6 tháng kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2016. Ngoài ra, đối với khách hàng đã vay vốn đóng tàu theo nghị định 67 của Chính phủ thì miễn toàn bộ về lại trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2016. Đối với khách hàng bị thiệt hại trực tiếp, miễn toàn bộ lại đối với dư nợ bị thiệt hại trong vòng 3 tháng kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2016, tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì miễn toàn bộ lại đối với dư nợ bị thiệt hại, cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội thì nắm bắt tình hình thiệt hại để là hỗ trợ cho khách hàng cũng như miễn lại, giảm lại, khoanh nợ, xóa nợ và là các cái chính sách hỗ trợ có liên quan. Thưa ông, để các chính sách tín dụng này sớm được thực thi tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, vậy thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai thực hiện các chính sách này như thế nào? Trên cơ sở chỉ đạo của Thống đốc thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình với cái vai trò trách nhiệm của mình đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thống đốc. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị giám đốc các ngân hàng trên thương mại trên địa bàn để phổ biến tình hình các chính sách hỗ trợ của Trung ương, đồng thời là thành lập tổ công tác gồm giám đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn để triển khai nhanh nhất, kịp thời cho các ngư dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do cá chết. Đồng thời có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nắm cái tình hình thiệt hại theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị, cái tổng số thiệt hại của các hộ ngư dân và khách hàng gồm 2.280 khách hàng với dư nợ bị thiệt hại là 792 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện các cái bước tiếp theo là miễn giảm lại cho vay mới và cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ góp phần giúp các hộ dân
ổn định tình hình để sản xuất kinh doanh. Một trong những thông tin được nhiều ngư dân và doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay là thời gian và đối tượng nào được thụ hưởng các chính sách tín dụng do tình trạng thủy hải sản chết bất thường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách để hỗ trợ cho ngư dân với thời hạn từ 3 đến 6 tháng. Và đối tượng thụ hưởng chính sách này là gồm các hộ dân và doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Thì ảnh hưởng trực tiếp là những hộ dân và doanh nghiệp trực tiếp đánh bắt gần bờ, xa bờ, các tổ chức thu mua, chế biến hải sản bị ảnh hưởng. Các hộ gián tiếp là gồm các hộ dân và khách hàng nuôi trồng thủy hải sản, các khách sạn, nhà hàng, các tổ chức thu mua, các tổ chức khác có liên quan. Với những chính sách cứu nạn, hy vọng rằng nhân dân các xã vùng biển sẽ sớm khắc phục được thiệt hại do cá chết và đi vào sản xuất kinh doanh. Xin nhân đồng cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm qua ngày 12 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2015. Tỉnh Quảng Bình có 4 cá nhân đã có những cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước, được nhà nước trao tặng nghệ nhân ưu tú. 4 nghệ nhân được vinh danh lần này đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, đó là bà Phạm Thị Niếu, ông Phạm Ngọc Thức, bà Nguyễn Thị Lý, bà Đặng Thị Hới. Được biết, các nghệ nhân này đã có bề dày hoạt động nghệ thuật, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở địa phương. Việc các nghệ nhân được tôn vinh danh hiệu nghệ nhân ưu tú có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm ghi nhận tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. Đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân được nhận danh hiệu mà là vinh dự chung của cả tỉnh, của ngành văn hóa Quảng Bình. Nhằm giáo dục về vai trò và ý nghĩa quan trọng của bảo vệ rừng, trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Ban Quản lý dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rệt công ở Việt Nam tại Quảng Bình, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tổ chức tuyên truyền bảo vệ rừng cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu Hậu và Trung học cơ sở Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trường Sơn, trường Tiểu học Long Sơn và trường Tiểu học Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rệt công do Quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới tài trợ, với mục đích đóng góp vào việc giảm khí thải, tăng trữ lượng carbon rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển rừng bền vững ở Việt Nam. Năm nay, một số trường học trên địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh được dự án chọn làm điểm tổ chức tuyên truyền về bảo vệ rừng cho học sinh. Mục tiêu của buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của các em học sinh trong việc bảo vệ môi trường cũng như giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng của đất nước. Đồng thời cung cấp những thông tin về biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan của rét cộng. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe phổ biến về các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, nguyên nhân gây cháy, cách thức xử lý khi có đám cháy xảy ra, tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng đối với môi trường và đời sống con người, những quy định của nhà nước về bảo vệ rừng và phát triển rừng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh cũng được tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, các trò chơi bổ ích và ý nghĩa với thông điệp bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2016, khu vực miền núi nhiều mây, đêm nay có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, đêm nay có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, nhiều mây, đêm nay có mưa, mưa rào và dông, ngày có thể có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1,5 mét. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2016,
mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.